Chiều ngày 4 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố hai người, gồm Nguyễn Thanh Giang, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam, gọi tắt VIM, về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cùng hành vi, cơ quan điều tra khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Hồ Mạnh Tuấn, cựu trưởng phòng kỹ thuật VIM, chủ tịch hội đồng quản trị VIM Courier, giai đoạn 2003-2009, phó tổng giám đốc VIM giai đoạn 2010-2021. Theo điều tra, trong các năm 2005 và 2011, ông Nguyễn Thanh Giang đã chỉ đạo một số cán bộ dưới quyền, trong đó có Hồ Mạnh Tuấn, từ năm 2016 đến nay, lập các báo cáo tờ trình mua 305 bộ khuôn dập hiện không có giá trị sử dụng, gây lãng phí số tiền là gần 27 tỷ đồng.